Hi, xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau. Mình lại đi du lịch. Các bạn có thể sẽ thắc mắc là mình đang làm công việc gì mà suốt ngày ăn rồi đi rồi đúng không? Mình sẽ nói về vấn đề này sau. Bây giờ mình sẽ nói về một cái câu chuyện. Khi bạn đi du lịch, nhất là không có bạn bè, không người thân, bạn đi du lịch một mình và một đống camera thiết bị, bạn quay video về du lịch nhưng mà vẫn muốn bản thân mình xuất hiện trong video đó, không ai quay cho bạn cả, bằng cách nào? Thì với video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cách, có thể là tự quay cho mình cũng được. Mình tạm gọi là solo B-roll và các bạn xem nhé. Cầu thang mình sẽ đi lên. Đứng trên này, nếu mà có người chụp cho mình góc này thì cũng sẽ đẹp lên rất nhiều. Nhưng mà hiện tại mình cũng chỉ có một mình à. Rồi, các bạn thấy đó. Chỗ này nó hơi lắc, cũng hơi nguy hiểm. Nhưng mà độ cao có 1 mét là tay cũng không sao đâu. Ok, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách đầu tiên. Cách đầu tiên không có ai bên cạnh cả, và cách đơn giản nhất đó chính là mình sẽ đặt camera cố định. Mình chỉ việc đi qua đi lại trên cái camera đó. Đặt chân máy rồi đúng không, thì nó sẽ không có khu máy, nó cái khung hình nó cố định, thì mình sẽ phải giả cho cái camera movement, có nghĩa là trên hậu kỳ mình sẽ giả nó có cái khu máy như là zoom in zoom out hoặc là pan trái phải này nọ. Bây giờ mình sẽ đi lên cao một xíu. Trong lúc đi mình nói luôn là cái cách thứ ba là ưu tiên khung hình cao. Khi mình làm camera movement, mình giả những cái khuôn máy mà zoom out thì mình sẽ phải scale, tức là kéo cái khung hình nó lớn hơn thì mình mới giả được những cái camera movement đó. Thì phải quay khung hình cao thì mình mới làm được. Cách thứ tư, có thể dùng chân nhện, gậy ba chân hoặc là gimbal để tự quay cho mình.
Ok, bây giờ mình sẽ nói đến cái thứ năm, đó chính là mình sẽ quay không gian và những thứ liên quan. Bởi vì nếu chỉ là một nhân vật mà xuất hiện trong khung hình nhiều quá nó sẽ rất là nhàm, nên mình sẽ phải quay phong cảnh, quay những cái vật dụng, những cái gì mà mình chạm vào nó, tất cả những cái video nó sẽ được hài hòa hơn. Cách tiếp theo đó sẽ là mình sẽ dùng cái app tracking trên gimbal. Video của mình nó rất là thật. Video này chưa hết đâu, mình sẽ bonus thêm một cái cách nhỏ nữa, đó chính là khi bạn đặt camera cố định và bạn lùi ra sau á, nhớ để ý cái camera nha, dễ mất lắm đó. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Những cái cách này sẽ phù hợp cho những bạn đi du lịch một mình, những cặp đôi cũng được. Nếu mà không ai quay cho mình thì những cặp đôi có thể dùng những cái cách này, hoặc là một nhóm bạn mà không ai muốn lọt ra ngoài khung hình thì vẫn có thể áp dụng được. Hy vọng các bạn sẽ có những video tự quay cho bản thân được đẹp và nhớ khoe với mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.